mọi người ơi, mọi người vào like lại giúp em nhé. Vừa nãy cửa hàng bị mất kết nối. Chào tất cả mọi người nha. Chào Phước Phạm nhé. Mọi người ơi, cửa hàng có rất nhiều dòng xe Scone này, như là X-Size, Winner 135, 150, cửa hàng đều có nhé. Chào Vương Tú nha. X-Size đen nhám có rất nhiều luôn mọi người ơi. Chào Vương Tú, chào Nguyễn Phong nha. Đây. Chào Trần Tuấn Lợi nhé. X-Size các bản đen nhám, đỏ nhám đều có. À, Hậu Công Tử ơi, X-Size cửa hàng đang có giá chị từ X-Size 135 là chị từ 19.500.000 nhé. Còn X-Size 150 là giá chị từ 25.800.000 là có xe X-Size bạn nhé. Văn Minh ơi, cửa hàng xe cũ, xe 155 thì X-Size 155 cửa hàng đã không có con nào nhé. Mình muốn tham khảo sang xe mới không ạ? Giá xe mới của X-Size 155 là giá trị từ 46.600.000 là có bạn xe mới tinh bạn nhé. Chào Nguyễn Văn Đại nha. Winner cửa hàng có rất nhiều luôn. Quay cửa hàng có rất nhiều, giá chỉ từ 13.800.000 nhé. 13.800.000 là có xe quay đời 2018 bạn nhé. Chào Tuấn Lê nha. Hôm nay cửa hàng live với xe số nhưng cũng có để các con xe ga ở đây. Đới Xuân Dần ơi, SH Việt mới, anh ơi giá chỉ từ 83.000.000 là có xe nhé. Anh đang muốn tham khảo bản nào ạ? Bản 125 hay bản 150, phanh thường hay phanh A? Văn Minh ơi, X-Size 155 cửa hàng hiện đang không có bản 2022. Khi nào có cửa hàng sẽ live stream báo mình nha. S-Amo cũ cửa hàng đang có rất nhiều nhé. Giá chỉ từ 40.800.000 là có xe S-Amo cũ mọi người nhé. Avalet Vision đen nhám cửa hàng mới ra hôm nọ đây. Giá là 29.900.000. Bản đen nhám đặc biệt bản 2020 nhé. À đời 2020 nhé. SH 2019, 2020, 2021 cửa hàng đều có nhé. Đới Xuân Dần ơi, anh ơi, SH150 ạ. SH150 nó sẽ rơi vào khoảng tầm 97.000.000 anh nhá. Xe mới tinh, 150 phanh thường anh ơi. Còn phanh A thì nó sẽ rơi khoảng tầm 114.000.000 anh nhá. Xe mới tinh đời 2021 luôn đấy ạ. Chào Hòa Phạm nha. Xe lít cửa hàng có rất nhiều bạn cũ mọi người nhé. Giá chỉ từ 27.600.000 là có xe lít cũ rồi. Sirius cửa hàng đang có rất nhiều bạn Sirius đẹp luôn. Đây bạn đen nhám. Sirius FI cũng có nha. X-Size nhỏ đây. Giá trị từ 19.500.000 là có xe X-Size nhỏ mọi người nhé. Chào Vũ Xuân Hiếu nha. Chào tất cả mọi người nha.
xoay nhỏ đây nhá. Quay quay giá chỉ từ 13.800.000 là có xe mọi người ơi. Xe lướt nhá, chạy có mấy nghìn cây thôi. Ram. Ram cửa hàng đang có là giá trị từ 36.800.000 mọi người nhá. Vũ Xuân Hiếu ơi, bản Greener 2020 cửa hàng có xe bạn nhé. Vũ Xuân Hiếu ơi, Winner 2020 nó sẽ rơi vào tầm hơn 30 triệu có xe bạn nhé. Xe mới chạy có 1 đến 2.000 cây, 3.000 cây bạn nhé. Nguyễn Thành Đại ơi, Ram giá trị từ 36.800.000 một có xe bạn nhé. Ram Việt các đời từ 2012, 2014, 13 cửa hàng đều có bạn ơi. Mọi người check ebook của cửa hàng nha. Cửa hàng đang gửi đường link để cho mọi người tham khảo ấy. Nguyễn Thành Đại ơi, xe Ram Việt đời 2014 cửa hàng đang có xe. Cửa hàng đang có xe là giá 37.600.000 bạn nhé. Đây bạn ơi. Nguyễn Thành Đại ơi, xe còn zin nguyên bạn nhé, bạn cứ đến cửa hàng tham khảo giúp mình nha. Để xem xe trực tiếp với cả chạy thử luôn bạn nhé. Chào xe họ Nguyễn nha. Mọi người muốn tham khảo có xe nào để lại bình luận nha, hoặc có thể ebook trực tiếp cho trang web của cửa hàng nha. Ô sĩ Lê, xem cửa hàng em đang có là giá từ 36.800.000 anh nhé.
các bạn Vision cũ đời từ 2018 đến 2021 cửa hàng có mọi người nhé. Cửa hàng đang có một con Vision đời 2016 giá trị từ 24.800.000 thôi. Mọi người em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream ở cửa hàng. Tuyền Lê ơi, Avalet 2019 cửa hàng đang có giá. Các bạn đen nhám bạn nhé. Cửa hàng đang có các bạn đen nhám đấy 2019 giá trị từ 39.200.000 thôi bạn nhé. Mọi người đến cửa hàng tham khảo giúp mình nhé. Tất cả con xe ở cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp và được bớt lọc cho mọi người nhé. Chào Huyền Nguyễn nhé. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Mọi người muốn tham khảo trực tiếp con xe nào hoặc là muốn tư vấn về trả góp hay là bất kỳ vấn đề gì về xe ấy, thì mọi người có thể ebook trực tiếp cho cửa hàng hoặc là bình luận trên livestream này nha. Thì cửa hàng em sẽ trả lời cho mọi người. Tất cả con xe cửa hàng em đều có bất lộc cho mọi người nhé. Mọi người muốn tham khảo xe trực tiếp thì hãy đến 237, 238, 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. Tất cả các xe cửa hàng em đều có bày tại cửa hàng đấy. Chào Hoàng Vũ nha. Cảm ơn mọi người đã xem livestream ở cửa hàng nha. Tạm biệt mọi người nha.